Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 67. Nguyện Đức Chúa Trời thương xót chúng tôi và ban phước cho chúng tôi, soi sáng mặt Ngài trên chúng tôi, để đường lối Chúa được biết trên đất và sự cứu rỗi của Chúa được biết giữa các nước. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Chúa. Các nước khá vui vẻ và hát mừng rỡ, vì Chúa sẽ dùng sự ngay thẳng mà đoán xét các dân và cai trị các nước trên đất. Hỡi Đức Chúa Trời, nguyện các dân ngợi khen Chúa, nguyện muôn dân ca tụng Ngài. Đất đã sanh hoa lợi nó, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ ban phước cho chúng tôi. Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng tôi và các đầu cùng đất đều sẽ kính sợ Ngài. Chương 28. Đã được cứu như vậy rồi chúng ta mới biết cù lao đó tên là Manta. Thổ nhân đãi chúng ta một cách nhân từ hiếm có, tiếp rước chúng ta thay thải gần kề đống lửa lớn đã đốt vì đang mưa và trời lạnh lẽo. Phaolô lượm được một bó củi khô quăng vào trong lửa, sải có con rắn lục từ trong bó củi bị nóng bò ra quấn trên tay người. Thổ nhân thấy con vật đeo thòng lòng trên tay người bèn nói với nhau rằng: thật người này là tay giết người, nên dầu được cứu khỏi biển rồi, nhưng lẽ công bình chẳng khứng cho sống. Nhưng Phaolô rải rắn lục vào lửa, chẳng thấy hề chi hết. Họ ngờ người sẽ bị sưng lên hoặc ngã xuống chết tức thì, nhưng đã đợi lâu rồi chẳng thấy hại chi cho người, bèn đổi ý mà nói rằng: thật là một vị thần. Trong chỗ đó có mấy đám ruộng thuộc về người tù trưởng của đảo ấy tên là Publio. Người này đãi đằng chúng ta cách mến khách lắm trong 3 ngày. Vả cha của Publio này đương nằm trên giường đau bệnh nóng lạnh và bệnh lỵ. Phaolô đi thăm người, cầu nguyện xong đặt tay lên và chữa lành cho. Nhưng đó ai nấy trong đảo có bệnh đều đến cùng Phaolô và được chữa lành cả. Họ cũng tôn trọng chúng ta lắm, và lúc chúng ta đi thì sửa soạn mọi đồ cần dùng cho chúng ta. Sau đó 3 tháng, chúng ta xuống tàu ở Alexandria mà đi, là tàu đã qua mùa đông tại đảo đó và có hiệu là Dioscur. Tới thành Syracuse rồi, chúng ta ở lại đây 3 ngày. Từ nơi đó chạy theo mé biển Cilicia tới thành Rhegium. Đến ngày mai vì gió nam nổi lên, nên sau 2 ngày nữa chúng ta tới thành Busola. Ở đó gặp anh em mời chúng ta ở lại với 7 ngày, rồi thì đi đến thành Roma. Anh em trong thành này nghe nói về chúng ta bèn ra đến Forum Appius và chỗ 3 quán mà đón rước chúng ta. Phaolô thấy anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời và vững chí. Khi chúng ta đã đến thành Roma, Phaolô được phép ở riêng với một người lính canh giữ. Sau 3 ngày, người mời các trưởng lão trong dân Giuđa nhóm lại. Đến rồi người nói rằng: hỡi anh em, dẫu tôi chẳng từng làm điều gì nghịch cùng dân chúng hoặc cùng thói tục tổ phụ chúng ta, mà tôi còn bị bắt tại thành Jerusalem và nộp trong tay người Roma. Những người này đã xét việc tôi rồi thì muốn tha ra, vì tôi chẳng hề làm điều gì đáng chết. Song người Giuđa chống cự điều đó, nên buộc tôi kêu nài đến Caesar, nhưng chẳng phải có ý kiện bổn quốc ta đâu. Ấy vì cớ đó mà tôi đã xin gặp anh em và nói chuyện với, vì là bởi sự trông cậy của dân Israel nên tôi mang lấy xiềng này. Các người ấy trả lời rằng: chúng tôi chẳng tiếp thơ từ xứ Giuđa nói về việc anh, và chẳng ai trong anh em đã đến mách cho chúng tôi hay là nói xấu về anh nữa. Dầu vậy, chúng tôi muốn biết anh nghĩ làm sao, vì về phần đạo này, chúng tôi biết người ta hay chống nghịch khắp mọi nơi. Họ đã hẹn ngày với người, bèn đến thăm tại nơi nhà trọ rất đông. Từ buổi sáng đến chiều, người cứ làm chứng và giảng giải với họ về nước Đức Chúa Trời, lý luật pháp Môi-se và các đấng tiên tri mà gắng sức khuyên bảo họ về Đức Chúa Giê-xu. Có người chịu tin lời người nói, có kẻ chẳng tin. Bởi chưng họ không đồng ý với nhau và ra về, nên Phaolô chỉ nói thêm một lời này:
Đức Thánh Linh đã phán phải lắm khi Ngài dùng đấng tiên tri Ê-sai mà phán cùng tổ phụ các ngươi rằng: Hãy đến nơi dân này và nói rằng: Các ngươi lấy lỗ tai nghe mà chẳng hiểu chi, lấy mắt xem mà không thấy gì. Vì lòng dân này đã nặng nề, họ bịt lỗ tai nhắm mắt lại, e rằng mắt mình tự thấy, tai mình tự nghe, lòng mình tự hiểu, và họ trở lại mà ta chữa cho lành được chăng? Vậy hãy biết sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời này đã sai đến cho người ngoại, những người đó sẽ nghe theo vậy. Phao-lô ở trọn 2 năm tại một nhà trọ đã thuê. Người tiếp rước mọi người đến thăm mình, giảng về nước Đức Chúa Trời và dạy dỗ về Đức Chúa Giêsu Christ cách tự do trọn vẹn. Chẳng ai ngăn cấm người hết. Chương 11. Ngươi phải kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và hằng gìn giữ điều Ngài truyền ngươi phải gìn giữ, tức là luật lệ, mạng lệnh và điều răn của Ngài. Ngày nay, các ngươi hãy nhìn biết, vì ta không nói cùng con trẻ các ngươi, bởi chúng nó chẳng biết chi và cũng chẳng thấy chi. Những lời răn dạy của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, sự oai nghiêm Ngài, cánh tay quyền năng giơ thẳng ra của Ngài, những phép lạ và công việc Ngài làm ra giữa xứ Ai Cập mà hại Pharaoh vua Ai Cập và toàn xứ người. Hãy nhận biết điều Ngài làm cho đạo binh Ai Cập, ngựa và xe Ai Cập, trong khi chúng đuổi theo các ngươi, bị Đức Giê-hô-va lấp nước biển đỏ lại và hủy diệt chúng nó đến ngày nay. Việc Ngài đã làm cho các ngươi trong đồng vắng cho đến khi tới chốn này. Và cũng hãy nhận biết điều Ngài làm cho Đa-than, Abiram, con trai Eliab, cháu Ruben, khi đất tại giữa cả Israel hả miệng nuốt hai người, gia quyến, luôn với trại và mọi vật chi theo họ. Vì tận mắt các ngươi đã thấy hết thảy những việc lớn mà Đức Giê-hô-va đã làm. Vậy, phải gìn giữ hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được mạnh mẽ vào nhận lấy xứ mà mình sẽ chiếm được, hầu cho các ngươi sống lâu ngày trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi và cho dòng dõi của họ, tức là xứ đượm sữa và mật. Vì xứ ngươi sẽ vào nhận lấy chẳng phải như xứ Ai Cập là nơi mình đã ra khỏi. Tại nơi ấy, ngươi gieo mạ và phải nhờ lấy chân mình mà tưới như một vườn rau cỏ. Nhưng xứ các ngươi sẽ đi vào nhận lấy đó là một xứ có núi và trũng, nhờ mưa trời mà được thấm tưới. Ấy là một xứ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi săn sóc, mắt Ngài hằng đoái xem nó từ đầu năm đến cuối. Vậy, nếu các ngươi chăm chỉ nghe các điều răn ta truyền cho các ngươi ngày nay, hết lòng hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và phục sự Ngài, thì ta sẽ cho mưa mùa thu và mưa mùa xuân xuống thuận thì tại trong xứ các ngươi. Ngươi sẽ thâu góp ngũ cốc, rượu và dầu của ngươi. Ta cũng sẽ khiến đồng ruộng ngươi sinh cỏ cho súc vật ngươi. Ngươi sẽ ăn và được no nê. Các ngươi khá cẩn thận, kẻo lòng mình bị dụ dỗ xây bỏ Chúa mà hầu việc các thần khác và quỳ lại trước mặt chúng nó chăng? E cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va sẽ phừng lên cùng các ngươi. Ngài đóng các tầng trời lại, nên nổi chẳng có mưa nữa, đất không sinh sản. Như vậy, các ngươi sẽ vội chết mất trong xứ tốt tươi này, là xứ mà Đức Giê-hô-va ban cho các ngươi. Vậy, hãy cất để trong lòng và trong trí mình những lời ta nói cùng các ngươi, đeo nó như một dấu nơi tay, như một ấn chí giữa hai con mắt. Hãy dạy nó lại cho con cái mình, nói đến hoặc khi ngươi ngồi ở trong nhà hay là đi đường, hoặc khi ngươi nằm hay là trỗi dậy. Cũng phải ghi các lời ấy trên cột nhà và trên cửa của mình, hầu cho những ngày của các ngươi và của con cái các ngươi được nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, y như những ngày của trời ở trên đất. Vì nhược bằng các ngươi cẩn thận gìn giữ hết thảy điều răn này mà ta truyền cho các ngươi phải làm lấy, kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, đi theo các đạo Ngài và chiếu mến Ngài, thì Đức Giê-hô-va sẽ đuổi những dân tộc này ra khỏi trước mặt các ngươi, khiến các ngươi thắng được dân tộc lớn và mạnh hơn mình. Phàm nơi nào bàn chân các ngươi sẽ đạp đến đều thuộc về các ngươi. Giới hạn các ngươi sẽ chạy từ đồng vắng tới Liban, từ sông Euphrates đến biển Tây. Chẳng ai đứng nổi được trước mặt các ngươi. Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi sẽ rải sự kinh khủng và sợ hãi trong khắp xứ các ngươi sẽ đạp chân lên
y như Ngài đã phán. Kìa, ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi sự phước lành và sự rủa sả. Sự phước lành nếu các ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi mà ta truyền cho ngày nay. Sự rủa sả nếu các ngươi không nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, nhưng xây bỏ đường ta chỉ cho ngày nay, đặng đi theo các thần khác mà các ngươi không hề biết. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi khiến ngươi vào xứ đặng nhận lấy, thì phải rao sự chúc lành trên núi Garisim và sự chúc dữ trên núi Eban. Hai núi này há chẳng phải ở bên kia sông Giô-đanh, qua khỏi đường Tây, tại đất dân Ca-na-an, ở trong đồng ruộng đối ngang Ginh-ganh, gần những cây dẻ bột của Mô-rê sao? Vì các ngươi sẽ đi ngang qua sông Giô-đanh, đặng vào nhận lấy xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban cho. Các ngươi sẽ lấy xứ làm sản nghiệp và ở tại đó. Vậy phải cẩn thận làm theo hết thảy những luật lệ và mạng lệnh mà ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi. Chương 12. Này là những luật lệ và mạng lệnh mà trọn đời mình sống trên đất các ngươi phải gìn giữ làm theo trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời có tổ phụ ngươi đã ban cho ngươi nhận lấy. Phàm nơi nào những dân tộc mà các ngươi sẽ đuổi đi đã hầu việc các thần chúng nó, hoặc trên núi cao, hoặc trên nõng, hay là dưới cây xanh, thì các ngươi phải hủy diệt sạch hết đi. Phải phá đổ bàn thờ, đập bể pho tượng và thiêu những trụ Asera của chúng nó trong lửa, lại làm tan nát những tượng chạm về các thần chúng nó và xóa tên các thần ấy cho khỏi chỗ đó. Chớ tùy tục chúng nó mà phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Song nơi nào trong những chi phái các ngươi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi sẽ chọn đặng đặt danh Ngài, tức là nơi ngự của Ngài, thì các ngươi phải tìm đi đến đó, đem dâng tại đó những của lễ thiêu, các hy sinh, thuế một phần mười, lễ vật dâng lên, của lễ hoàn nguyện, của lễ lạc ý và các con đầu lòng của bầy bò và chiên. Rồi các ngươi sẽ ăn tại đó trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi vui vẻ cùng gia quyến mình, vì mọi việc tay mình làm đã được Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho. Chớ làm như chúng ta làm ngày nay đi, là mỗi người làm tùy ý mình tưởng là phải. Vì các ngươi chưa vào nơi an nghỉ và chưa hưởng lấy cơ nghiệp mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Vậy các ngươi sẽ đi ngang qua sông Giô-đanh ở trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban cho làm sản nghiệp. Ngài sẽ ban sự bình an cho các ngươi, không để kẻ thù nghịch xung quanh hãm áp và khiến các ngươi được ở yên ổn. Bây giờ sẽ có một chỗ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi chọn đặng cho danh Ngài ở. Ấy là nơi các ngươi sẽ đem dâng mọi điều ta dặn các ngươi, tức là những của lễ thiêu, các hy sinh, thuế một phần mười, lễ vật dâng dơ lên và mọi của lễ tốt nhất mà các ngươi hứa nguyện dâng cho Đức Giê-hô-va. Các ngươi, con trai, con gái, tôi trai và tớ gái của các ngươi sẽ vui vẻ trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, luôn với người Lê-vi ở trong thành các ngươi, vì người không có phần cũng không hưởng nghiệp chung với các ngươi. Khá coi chừng, chớ dâng của lễ thiêu mình trong những nơi nào người thấy, nhưng phải dâng tại nơi Đức Giê-hô-va sẽ chọn trong một của các chi phái ngươi, và tại đó ngươi phải làm mọi điều ta truyền dặn. Song trong các thành mình, ngươi được mặc ý giết những thú vật và ăn thịt nó, tùy theo sự phước lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban cho ngươi. Vô luận người bị ô uế hay là người được tinh sạch sẽ đều ăn thịt nó như ăn con hoàng dương và con nai đực. Chỉ các ngươi chớ ăn huyết, phải đổ huyết trên đất như nước vậy. Của thuế một phần mười về ngũ cốc, về rượu hay là dầu, cùng những con đầu lòng của bầy bò hay chiên, vật chi ngươi hứa nguyện dâng lên, các của lễ lạc ý hay là lễ vật dâng dơ lên, thì các ngươi chẳng nên ăn tại trong các thành mình. Nhưng ngươi, các con trai, con gái, tôi trai và tớ gái ngươi, cùng người Lê-vi ở trong thành ngươi, phải ăn những vật ấy trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tại chỗ Ngài sẽ chọn. Ngươi sẽ vui vẻ trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi về mọi việc tay ngươi đã làm. Trọn đời ngươi ở trong xứ, khá giữ mình, chớ bỏ bê người Lê-vi. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã mở rộng bờ cõi ngươi y như Ngài đã phán,
Và vì ngươi ước ao ăn thịt nên nói, tôi muốn ăn thịt, thì khá tùy ý ăn lấy. Nếu chỗ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chọn đặng đặt danh Ngài cách xa ngươi, ngươi được giết bò hay chiên mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi y như ta dặn, rồi tùy ý ngươi muốn ăn lấy nó trong thành mình. Phải ăn thịt ấy như ăn con hoàng dương và con nai đực. Vô luận người bị ô uế hay là người tinh sạch cũng đều ăn cả. Song phải giữ mình, chớ ăn huyết. Vì huyết là sự sống, nên chớ ăn thịt luôn với sự sống. Ngươi chớ ăn huyết, phải đổ nó trên đất như nước. Đừng ăn huyết, hầu ngươi và con cháu ngươi được phước, bởi vì có làm điều ngay thẳng trước mặt Đức Giê-hô-va. Còn về thú vật ngươi biệt riêng ra thánh hay là hứa nguyện dâng lên, thì phải đem nó theo mình đến nơi Đức Giê-hô-va đã chọn, dâng thịt và huyết nó làm của lễ thiêu trên bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Còn huyết các con sinh khác thì phải đổ trên bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đoạn mới ăn thịt nó. Hãy giữ và nghe các điều này mà ta dặn biểu ngươi, để ngươi và con cháu ngươi được phước đời đời, bởi vì làm điều tốt lành và ngay thẳng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã diệt khỏi trước mặt ngươi những dân tộc mà ngươi đi đến đặng đuổi đi đó, khi ngươi đã đuổi chúng nó rồi và được ở trong xứ chúng nó, thì hãy giữ lấy mình. Kẻo sau khi chúng nó đã bị diệt khỏi trước mặt ngươi, ngươi sa vào bẫy, bắt chước chúng nó, cầu các thần chúng nó mà hỏi rằng, các dân tộc này phục sự các thần mình thế nào, ta cũng muốn làm theo vậy nữa. Ngươi chớ phục sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi như vậy, vì mọi điều Đức Giê-hô-va lấy làm gớm ghiếc và ghét, thì chúng nó đã làm cho các thần mình, đến nỗi chúng nó thiêu con trai và con gái mình trong lửa để cúng thờ các thần mình. Các ngươi khá cẩn thận, làm theo mọi điều ta dặn biểu các ngươi, chớ thêm hay là bớt chi hết. Chương 13. Nếu giữa ngươi có nổi lên một tiên tri hay là một kẻ hay chiêm bao làm cho ngươi một dấu kỳ hoặc phép lạ, nếu dấu kỳ hoặc phép lạ này mà người đã nói với ngươi được ứng nghiệm, và người có nói rằng, ta hãy đi theo hầu việc các thần khác mà ngươi chẳng hề biết, thì chớ nghe lời của tiên tri hay là kẻ hay chiêm bao ấy, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi thử các ngươi, đặng biết các ngươi có hết lòng hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi chăng. Các ngươi phải theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, kính sợ Ngài, gìn giữ các điều răn Ngài, vâng nghe tiếng phán Ngài, phục sự Ngài và chiếu mến Ngài. Nhưng người ta phải giết tiên tri hay là kẻ hay chiêm bao ấy, vì hắn có dục giấy loạn cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, là đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, chuộc các ngươi khỏi nhà nô lệ, đặng xô ngươi ra ngoài con đường của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chỉ cho ngươi đi. Ấy, ngươi sẽ diệt kẻ hung ác khỏi giữa mình là như vậy. Khi anh em một mẹ với ngươi, hay là con trai con gái ngươi, vợ yêu mến hoặc bạn hữu thiết ngươi, dục ngươi cách mật nhiệm mà rằng, ta hãy đi hầu việc các thần khác mà ngươi hay tổ phụ ngươi không biết, tức là các thần của những dân tộc ở chung quanh, hoặc gần hay xa ngươi, từ đầu này của đất cho đến đầu kia, thì chớ chịu theo nó, chớ khứng nghe nó. Mắt ngươi đừng thương tiếc nó, chớ động lòng xót xa mà che chở cho nó. Ngươi hẳn phải giết nó, tay mình phải tra vào mình nó trước hết đặng giết đi, rồi kế sau tay của cả dân sự. Phải ném đá cho nó chết, vì nó tìm thế dục ngươi xa cách Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ. Vậy cả Israel sẽ hay điều đó và sợ hãi, chẳng còn làm một việc ác dường ấy tại giữa ngươi nữa. Khi ngươi nghe nói về một trong các thành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi ở rằng, có những kẻ gian tà từ giữa mình ra, dụ dỗ dân thành đó mà rằng, ta hãy đi hầu việc các thần khác mà các ngươi không hề biết, thì phải tìm kiếm, hỏi thăm và tra xét cho kỹ càng. Bằng điều người ta nói là chân thật và quả quyết, và nếu một điều gớm ghiếc như vậy đã phạm giữa ngươi, thì ngươi phải giết dân sự thành ấy bằng lưỡi gươm, phải dùng gươm tận diệt nó và mọi vật ở trong luôn với súc vật của nó. Đoạn, ngươi phải gom hết thảy của cướp tại giữa phố thành, rồi đốt hết thành
và hết mọi của cướp nó trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì nó sẽ thành một đống hư tàn mãi mãi, không hề được cất lại nữa. Phàm vật đáng tận diệt, chẳng nên còn gì dính lại mãi may nơi tay ngươi, để khi ngươi vâng theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ các điều răn ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, và làm điều ngay thẳng trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì Đức Giê-hô-va nguôi cơn giận ngài, làm ơn cho và đoái thương ngươi, khiến cho ngươi thêm nhiều lên, y như ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi. Cảm ơn Chúa lời của ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của ngài. Xin lời của ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi ngài. Xin Chúa cho con biết về ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn ngài mỗi ngày mới ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.